Vân xin trân trọng kính chào quý khán giả và xin gửi đến quý vị lời chào trân trọng nhất đến với quý khán giả của hệ thống Việt TV. Thưa quý vị, Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Houston, Texas sẽ tổ chức ngày truyền thống Vinh Quy Bái Tổ vào Chủ nhật ngày 9 tháng 6, 11 giờ tại nhà hàng Kim Sơn. Thưa quý vị, Vinh Quy Bái Tổ là một cái truyền thống văn hóa Việt Nam đã từ nhiều thế kỷ, từ năm 1484 khi vua Lê Thánh Tôn ban lệ bia đá đề danh cho các bậc đại khoa mũ áo Vinh Quy. Truyền thống này được Trung tâm Văn hóa Việt Nam phục hồi để giới thiệu tới giới trẻ biết được một truyền thống văn hóa cao đẹp và để cảm ơn cha mẹ đã tạo cơ hội cho mình cũng như để vinh danh sự cố gắng và thành quả của giới trẻ đã khuyến khích học hành để giới trí thức trẻ có dịp làm quen, kết nối nhiều hơn, cùng làm việc chung để hy vọng sẽ hợp tác trong những công việc to lớn phục vụ cộng đồng và quê hương. Và Hồng Vân xin hân hạnh được giới thiệu anh Minh Nguyễn là một trong những thành phần ban tổ chức cũng đến đây để đem đến quý vị những cái ý nghĩa và mục đích của chương trình và chi tiết của ngày Vinh Quy Bái Tổ. Hồng Vân xin kính mời anh gửi lời chào đến quý khán giả, quý đồng hương của hệ thống Việt TV. Dạ, tôi là Minh Nguyễn, xin kính chào quý vị khán thính giả của đài Việt TV và chào chị Hồng Vân. Dạ. Và thưa anh, nếu mà chúng ta nói đến cái chương trình mục đích và ý nghĩa và cái flow của chương trình từ đầu tới cuối thì xin anh Minh gửi lời trình bày đến quý khán giả cũng như lời mời gọi. Dạ, thì cái chương trình gồm những cái mục sau đây. Mới đầu thì tất cả các tân khoa sẽ xếp hàng ở trong cái hall ở Kim Sơn. Thì đó, rồi hai thành viên của ban tổ chức sẽ đến và dẫn tất cả các tân khoa vào trong hội trường. Thì khi mà đi vào thì sẽ có trống, chiêng, rồi có những cái để mà honor những cái tân khoa mới của chúng ta. Sau phần đó đến cái phần niệm hương ông bà tổ tiên. Rồi mỗi một cái tân khoa sẽ được trao tặng một cái bảng vinh danh. Chúng tôi không những vinh danh tân khoa mà cũng vinh danh những cái phụ huynh đã bỏ rất là nhiều thời gian để cho con em chúng ta có ngày được ngày hôm nay. Cái ngày hôm đó chúng ta sẽ có một cái keynote speaker là Dr. Nguyễn Hồng Anh đang giảng dạy tại Đại học Y khoa Baylor và Houston. Trong cái dịp này thì các tân khoa sẽ có cơ hội quen biết nhiều tân khoa khác và có những tân khoa của những năm trước trong ban tổ chức. Đặc biệt chúng tôi sẽ có một cuốn kỷ yếu được in rất là đẹp, trình bày trang trọng để giữ lâu dài. Mỗi tân khoa có một trang để giới thiệu thành tích đạt được trong trường học, có in hình của tân khoa và hình ảnh của gia đình, và nhất có phần tân khoa ngỏ lời cảm tạ ông bà cha mẹ, và một phần khác nói về ý tưởng trong tương lai, vừa là kỷ niệm vừa là học hỏi. Học thầy không thầy học bạn. Mời chị Hồng Vân cho biết ai sẽ là người qualify để mà tham dự trong cái chương trình Vinh Quy Bái Tổ hôm nay. Dạ, kính thưa quý vị, để duy trì cái chương trình và văn hóa Trung tâm Văn hóa Việt Nam để duy trì cái ngày truyền thống cao đẹp ý nghĩa này đó, thưa quý vị, thì tất cả các tân khoa gốc Việt tốt nghiệp từ cử nhân tới tiến sĩ tại các trường đại học Hoa Kỳ, tân khoa có thể ghi danh online trên cái website vinquybaitổ.com hoặc là email cho ban tổ chức để gửi form ghi danh. Xin ghi danh trước ngày 31 tháng 5, nếu sao thì xin gọi ở số điện thoại ban tổ chức. Và ban tổ chức cũng hân hạnh được kính mời quý phụ huynh, quý thân nhân, quý thân hữu cũng như tân khoa và quý vị đồng hương cùng tham dự. Tân khoa không phải là một cái lệ phí nào mà các em sẽ được mời, và gia đình thì sẽ có thể đặt bàn với để chúng ta có thể được nhà hàng Kim Sơn khoản đãi với 30 đồng tiền chi phí cho mỗi người. Và quý vị có thể cũng gọi đặt bàn và mua trên live online, thưa quý vị. Website là vinquybaitổ.com. Và thưa quý vị, để trở lại thì Hồng Vân và anh cũng muốn gửi đến quý vị cái lý do mà tham dự Vinh Quy Bái Tổ của những gia đình cũng như những tân khoa năm trước. Xin anh Minh gửi cái lời mời cũng như là thông tin. Dạ. Tôi xin kêu gọi tất cả các phụ huynh sẽ cố gắng nhắc nhở các tân khoa ghi danh vào ngày 31 tây tháng 5, đó là hạn chót để ghi danh. Và xin quý vị khi mà ghi danh thì các tân khoa yêu cầu sẽ gửi hai tấm hình. Tấm hình thứ nhất là chụp một mình, tấm hình thứ hai là chụp với tất cả các gia đình vào ngày deadline là ngày 31 tháng 5 năm nay. Và nếu mà vì lý do gì đó, nếu mà các tân khoa không thể ghi danh được cái ngày đó, có sự chậm trễ, thì xin liên lạc
báo trước cho chúng tôi ở số điện thoại 832-277-8229, email là vinquyusa@gmail.com. Dạ, và để làm tròn cái sự ủy thác của ban tổ chức thì anh Minh và Hồng Vân xin trân trọng kính mời quý vị là những người từ các hội đoàn, các đồng hương, các người thân có những tân khoa của chị em của mình thì cũng có thể đến tham dự. Chúng ta là người Việt tị nạn hiếu và chú trọng về những cái sự hiếu học của các em thì chúng ta cũng cùng chào đón một thế hệ tân khoa sẽ bước ra cùng làm việc, phục vụ cộng đồng và đồng hương trong tương lai để xây dựng một cộng đồng vững mạnh và thăng tiến, thưa quý vị. Và để nói tiếp thì về các tân khoa thì các em từ khắp nơi trong cũng như là Hoa Kỳ nói chung và các tiểu bang nói riêng thì cũng có thể về chung dự với chúng tôi. Riêng nếu quý vị không có về được mà quý vị muốn đăng thì các tân khoa đều được ưu tiên để đăng hình ảnh học vị và ước mơ của các em cũng như lời cảm ơn cha mẹ vào trong cái kỷ yếu. Nếu quý vị là người thân muốn chúc mừng các em thì quý vị cũng có thể liên lạc để có những cái trang, nửa trang, nguyên trang để chúng ta cùng có một cái kỷ yếu của các tân khoa từ 2017, 18, 19 nếu các em chưa được dự chương trình Vinh Quy Bái Tổ của năm trước cũng như là những em năm nay. Phải không thưa anh Minh, xin anh Minh bổ túc xem. Dạ. Yeah. Tiếp lời chị Hồng Vân đó là xin quý vị, chúng tôi không có bán vé tại cửa. Chúng tôi có 3 chỗ để mà mua vé. Thứ nhất là Pacific Dịch Vụ ở cạnh Đại Chiến Sĩ. Thứ hai đó là Vũ Chiropractic cạnh nhà hàng Kim Sơn. Và thứ ba là Kim Cosmetic trong Hồng Kông City Mall. Ngoài ra chúng tôi có nhận mua vé ticket online ở vinquybaito.com. Và số điện thoại là 832-277-8229, 832-277-8229 nếu quý vị là những người muốn khích lệ một thế hệ trẻ tân khoa bước vào đời, vào hành nghề cũng như là để phục vụ đồng hương, để chúng ta cùng xây dựng một cộng đồng vững mạnh và thăng tiến trong tương lai thì xin kính mời quý vị đến để chung vui, chung cộng đồng cũng chung vui và chúc mừng cho các em tân khoa. Nếu quý vị là những người tân khoa ở xa, xin liên lạc với chúng tôi để có kỷ yếu và đăng những cái học vị của các em cũng như tên các em cho kỷ yếu, cũng chúc lời chúc mừng chung vui với chương trình Vinh Quy Bái Tổ. Rất là cảm ơn hệ thống Việt TV, Việt Radio cũng như là nhiều đài truyền hình truyền thông khác đã giúp chúng tôi quảng bá và lần lượt trình bày nhiều cái chi tiết để quý vị, ước mong rằng quý vị sẽ hưởng ứng đặt bàn để chúng ta cùng chào đón một đội ngũ tân khoa. Thưa anh Minh, ngày xưa thì những trạng nguyên về làng thì cả làng ra đón tiếp phải không thưa anh? Dạ. Dạ, và anh là một cựu tân khoa và cũng trở lại để phục vụ thì xin anh Minh gửi lời mời gọi các cựu tân khoa cũng như gia đình của các cựu tân khoa cũng có thể thiện nguyện và cùng nhau tổ chức, và đặc biệt là các em tân khoa cũng có một chương trình văn nghệ rất là đặc sắc, xin anh trình bày. Dạ, thì hàng năm thì chúng tôi có một cái kịch bản là Trăng Sáng Vườn Chè. Nó dựa theo cái kịch bản Trăng Sáng Vườn Chè do những tân khoa cũ trình bày và những người volunteer rất là đông vui. Thì chúng tôi hy vọng là tất cả các quý phụ huynh sẽ khuyến khích tất cả các tân khoa để đến dự cái ngày lễ này. Đây là một cái cơ hội rất là tốt để chúng ta gìn giữ cái truyền thống của người Việt. Thì mình rất là nghe những người lớn tuổi nói làm sao phải giữ gìn được cái truyền thống của người Việt Nam của mình. Thì đây là một cái cơ hội rất là tốt để mình giữ gìn truyền thống. Tại vì rất là nhiều các em sinh ra ở đây hoặc là lớn lên Mỹ từ nhỏ không có hiểu Vinh Quy Bái Tổ như thế nào, cái truyền thống như thế nào. Thì đây là một cái cơ hội để mà các em tận mắt thấy được cái quang cảnh, cái cách mà mình đưa rước tân khoa từ ngoài vào trong cái hội trường nó như thế nào. Có những cờ trống chiêng, lòng anh đi trước, cổng anh theo sau, phải không anh? Dạ. Thì mình sẽ vinh danh tất cả tân khoa và phụ huynh của tân khoa để mình cho cộng đồng người Việt của mình thấy được những cái sự thành công của những người Việt ở hải ngoại. Dạ, với cái lẽ cộng đồng chúng ta rất là hân hạnh và chúc mừng các gia đình của tân khoa cũng như các tân khoa, và xin kêu gọi các em cũng ghi danh và cũng đến với chương trình, ba mẹ cũng ghi danh và mời các em đến với chương trình để chúng ta cùng có một cái chương trình phong phú, kỷ niệm một cái ngày truyền thống hết sức là ý nghĩa cũng như là có một cái cuốn kỷ yếu giá trị trong đời học vị của các em qua nhiều năm học tập.
Cho nên là nhận qua sự ủy thác của chú Trần Quý cũng như chị Thúy Đoàn và nhiều các anh chị em thiện nguyện đã âm thầm để tổ chức và duy trì cái truyền thống này. Xin kính mời quý vị đến một lần nữa ngày Vinh Quy Bái Tổ được tổ chức ngày 9 tháng 6 năm 2019 để vinh danh những người đã hy sinh lo cho các em cũng như là những tân khoa đã cố công học tập để đón chào một thế hệ mới, phải không thưa anh Minh? Dạ. Yeah, yeah, đúng rồi.